Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món ăn chay rất là hấp dẫn luôn. Đó chính là xôi nướng. Nghe đến xôi nướng thì quý cô bác thấy nó hơi lạ lạ phải không? Nhưng mà món này ăn rất là ngon luôn nha. Giống như là bánh nếp nướng vậy đó. Xôi nướng có lớp da bên ngoài giòn thơm, bên trong thì mềm mềm, có rau củ giòn giòn nè. Phần lát chay kìa thì mặn mặn ngọt ngọt nữa. Nghe nói không đã thấy hấp dẫn rồi phải không quý cô bác? Ăn vừa ngon vừa lạ miệng. Món này mà dùng để ăn chơi thì ngon còn gì bằng. Quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món xôi nướng mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là phần nguyên liệu mà em đã chuẩn bị nè. Ở đây em có 300g nếp. Phần nếp em đã nấu thành cơm nếp rồi nè. Nếp quý cô bác có thể hấp hoặc là nấu trực tiếp với nước cũng được, nhưng mà canh nấu như thế nào cho phần cơm nếp nó thật là khô nha. Và ở đây em có 10g lắc heo, em đã ngâm cho nó nở mềm rồi. Nó mềm như thế này nè, nó mềm mà còn độ dai cho nó không có mềm nhũng quá nha. Ngâm lắc heo chay ở nước lạnh khoảng 30 phút thì nó sẽ mềm như thế này. Và ở đây em có một ít hành tím, 100g cà rốt và 100g bắp non. Quý cô bác có thể dùng thêm các loại nấm hoặc là rau củ mà mình thích. Ở đây em có một ít mè rang. Gia vị nêm thì cũng như thông thường thôi. Em sẽ dùng 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Không thể nào thiếu đó chính là sốt ớt đồ nướng, một ít nước mắm chay và dầu ăn. Nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ làm thôi. Đầu tiên em sẽ chuẩn bị nước sôi để luộc cà rốt và bắp non. Quý cô bác, cho cà rốt và bắp non vào trong nồi nước này, luộc đến khi nào mà thấy bắp và cà rốt chín là được. Cà rốt và bắp đã chín rồi, bây giờ em sẽ vớt ra và để cho nó ráo nước nha. Tiếp theo em sẽ đi phi thơm hành tím. Quý cô bác nào mà ăn chay không có dùng hành thì mình không cần để cũng được. Chỉ cần rắc mè rang lên trên xôi là được rồi. Hành tím phi không cần giòn nha, cho thơm là được rồi, như thế này là có thể vớt ra rồi. Giờ em sẽ cho phần mè rang lên trên hành tím này luôn. Chút xíu nữa cái đĩa này em sẽ dùng để trang trí nha. Còn phần dầu còn lại thì em sử dụng để khìa lát heo. Lát heo chay cần phải mang đi chiên cho nó khô lại một chút xíu thì chúng ta khìa nó mới ngon. Để như vậy mà khìa thì lát heo nó sẽ rất là mềm. Quý cô bác chiên lát heo như thế này là đã được rồi nè, chứ đừng có để cho nó vàng giòn quá. Khi khìa thì lát heo nó sẽ bị cứng nha. Sau khi gấp ra thì phần lát heo này em sẽ cắt nhỏ. Rồi bây giờ mang lát heo đi khìa thôi. Em sẽ cho vào đây là một chút xíu hành phi và mè. Tiếp theo nữa là đường và hạt nêm chay. Và cho vào đây một muỗng cà phê sốt ướp đồ nướng. Tiếp theo nữa là 2 muỗng cà phê nước mắm chay. Quý cô bác có thể dùng nước tương hoặc là nước mắm chay đều được nha. Giờ thì chỉ cần trộn đều cái hỗn hợp này lên. Sau đó thì cho lát heo chay vào khìa nữa là xong. Khi cho lát heo chay vào thì quý cô bác cứ đảo đều, đảo đến khi nào mà phần lát heo thấm hết cái phần sốt là được. Thank you.
Phần lát heo chai em khìa như thế này là đã được rồi nè. Ngon vô cùng luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi cuộn xoài thôi. Để cuộn xoài một cách rất là đơn giản là em sử dụng một cái tấm bìa cứng như thế này. Bìa này là bìa tập đó quý cô bác. Ở trên thì cho lên một cái miếng ni lông. Rồi bây giờ thì cho xoài lên. Nếu muốn phần xoài có vị béo béo và bùi bùi thì có thể trộn vào đây dừa sợi và đậu xanh nấu chín. Không cần có mành tre, quý cô bác sử dụng cái bìa cứng mình cuốn thì nó cũng rất là tròn và đẹp. Có thể dùng để cuộn cơm cuộn cũng được nữa. Cuộn thì cũng đơn giản thôi, quý cô bác ép cho cái phần nếp nó mỏng ra. Sau đó thì lần lượt cho bắp non, cà rốt và lát heo khìa vào. Sau đó thì cuốn cho chặt tay lại, giống như là chúng ta cuốn cơm cuộn vậy đó. Tiếp theo thì áp sát miếng bìa cứng vào. Bây giờ thì cuộn tròn lại. Vừa cuộn quý cô bác vừa bóp cho nó chặt là được rồi. Và đây là cái cuộn xoài mà em vừa cuộn xong nè. Với dụng cụ thật là đơn giản, nhà nào cũng có, chúng ta đã làm nên một cuộn xoài rồi nè. Bây giờ thì đem đi nướng nữa là xong rồi. Để nướng thì em sẽ sử dụng cái chảo chống dính và thoa lên đây một chút xíu dầu để cho nó không dính. Rồi bây giờ cho phần xoài vào và bắt đầu nướng thôi. Quý cô bác nướng đến khi nào mà thấy cái phần da bên ngoài nó giòn giòn và thơm thơm là được. Sử dụng chảo chống dính để nướng thì quý cô bác nướng ở lửa nhỏ nhất nha. Và đây là những cuộn xoài mà sau 20 phút em nướng ở lửa nhỏ nè. Nó đã giòn và rất là thơm luôn. Phần da bên ngoài nhìn hấp dẫn ghê ha quý cô bác. Bây giờ em sẽ cho ra đĩa và chuẩn bị ăn thôi. Trang trí lên trên một ít hành phi và mè rang. Khi ăn thì quý cô bác có thể ăn cùng với một ít tương ớt. Xoài nướng sau khi hoàn thành thì có phần da bên ngoài giòn và thơm, phần nếp bên trong thì mềm mềm, phần nhân thì mặn mặn, ngọt ngọt và giòn giòn của rau củ nữa. Món này rất là hấp dẫn luôn nha. Làm thì đơn giản và nguyên liệu cũng dễ tìm nữa mà. Quý cô bác hãy làm thử nha. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nhé. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video thấy hay thì vui lòng bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mà em đăng lên nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chào tạm biệt nhé. Bye bye.